trường mầm non thị trấn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn xin ngành kính chào các bậc phụ huynh và các con đến với ngôi nhà thứ hai của mình. Dù cuộc sống có bao lo toan bộn bề, nhưng các bậc phụ huynh luôn dành cho con em mình sự quan tâm đặc biệt ngay từ những ngày đầu tiên đến lớp tới trường. Xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc tâm tư nguyện vọng và nỗi trăn trở của phụ huynh, các cô giáo cũng như tập thể trường mầm non thị trấn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn luôn đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh, đó là tiêu chí xây dựng và hoàn thiện nhà trường. Đến với trường mầm non thị trấn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, một ngôi trường học tập với không gian mở, thân thiện, an toàn, sang trọng và hiện đại, phù hợp với các độ tuổi của trẻ mầm non. Nơi đây là tiền đề phát triển sau này của trẻ. Ngoài việc vui chơi bổ ích, nhà trường còn chú ý rèn luyện kỹ năng của trẻ, giúp trẻ tự tin phát triển toàn diện năng lực của bản thân. Những hoạt động mà nhà trường tổ chức đều dựa trên tiêu chí chương trình học mầm non theo hệ thống giáo dục của Việt Nam. Trường mầm non thị trấn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã từng bước hoàn thành tốt việc chăm sóc và nuôi dưỡng giáo dục các bé theo kế hoạch đề ra, dưới sự kiểm tra, thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền và được phụ huynh tin tưởng, yên tâm hài lòng cho con em mình học tập ở môi trường uy tín, chất lượng, ngôi trường như mong ước của các bậc phụ huynh. Chúng tôi luôn dành tâm huyết lắng nghe, thấu hiểu những mầm non tương lai và toàn tâm toàn ý chăm sóc nuôi dưỡng các con khôn lớn trưởng thành và không ngừng xây dựng trường mầm non thị trấn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn ngày càng vững mạnh hơn, xứng đáng là địa chỉ đỏ để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình về học tập tại trường. Trường của cháu đây là trường mầm non.